có 18 năm giảng dạy môn ngữ văn tại các trường trung học cơ sở. Thế nhưng từ đầu năm học này, cô giáo Nguyễn Lan Anh phải chuyển sang dạy môn tiếng Việt, lịch sử, địa lý tại trường tiểu học Diễn Thịnh. Còn xuống đây thì chúng tôi phải làm quen với các em từ lớp 5 cho đến lớp 1 thì cũng là rất là khó khăn. Và cái phương pháp thì tuy nhiên chúng tôi chưa nắm bắt được những cái phương pháp về cơ bản của mặt tiểu học. Môn văn tôi không giải được, của cấp tiểu học tôi khẳng định là kiến thức tôi có thể hiểu được nhưng tôi không giải được vì là tôi giải không đúng phương pháp. Tôi có con học lớp 4, lớp 5 nhưng tôi không giải được cho con. Con bảo là mẹ bay thế này sai rồi, cố con không bay thế này. Năm học này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã điều động chuyển 119 giáo viên trong số 243 giáo viên trung học cơ sở dôi dư sang dạy tiểu học. Dù đã được học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 20 ngày, thế nhưng điều đó là không đủ khi yêu cầu giảng dạy tiểu học tách ra với trung học cơ sở. Có lẽ là những giáo viên đây cũng khẳng định rằng có lẽ không thể bằng được những cái giáo viên tiểu học người ta đào tạo chính quy ra, vì họ có thể họ học 2 năm rưỡi nhưng chúng tôi chỉ học được khoảng 1 tháng thôi hoặc là 10 ngày thôi thì không thể khẳng định rằng nó bằng giáo viên tiểu học. Ngoài cái ý nghĩa tinh giản biên chế, cố gắng làm thế nào đó để sắp xếp vị trí việc làm cho anh em, để đến lúc anh em thực hiện chính sách biên chế thì mỗi người có một việc làm, không phải người nào phải lùi lại phía sau. Thì còn có một ý nghĩa sâu xa nữa, đấy là sẽ sắp tới theo tinh thần của Trung ương là sẽ giao quyền tự chủ về tài chính cho các nhà trường. Trách nhiệm của chúng ta là phải điều hòa biên chế để đến lúc giao quyền tự chủ thì các nhà trường chủ động được về mặt biên chế, không để trường nào thừa quá nhiều giáo viên, vì thừa quá nhiều giáo viên là không có tiền mà trả lương. Các giáo viên luân chuyển từ bậc trung học cơ sở sang bậc tiểu học sẽ được quyền lựa chọn điểm trường sẽ đến. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều giáo viên tiểu học cũng phải luân chuyển sang trường khác để nhường vị trí cho các giáo viên trung học cơ sở. Nghe anh cũng quan tâm cái chỗ đó, cũng hạn chế tối đa cái mức thừa cái chỗ thiếu chuyển đó. Vì ở đấy là điều đồng biệt phải mà cũng bảo đảm cái công tác chuyên môn. Đấy chứ không có để nói cái mức bất cập. Ví dụ mà nói bây giờ đứa một giáo viên cấp 2 có bằng đúng không, có đăng ký mà cấp 2 cả thì xuống bây giờ mất ngoan thì đúng là cũng hợp lý. Đấy, nhưng mà trước đây thì những năm trước thì có đứa xuống thì họ đã đất đào tạo những đứa mà họ tự nguyện vui vẻ, có người học thêm bán băng là cũng bình thường. Tại hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định giáo viên dạy môn nào phải đủ môn đó, cấp nào dạy cấp đấy, không được máy móc, thiếu giáo viên mầm non, thừa giáo viên cấp 2 mà chuyển xuống ngay. Thế nhưng với hơn 1.000 giáo viên dôi dư, ngành giáo dục tỉnh Nghệ An không biết sẽ phải giải quyết vấn đề này bằng cách nào nếu như không điều chuyển.